Xin chào toàn thể các quý vị khán giả yêu quý của kênh DVH Audio nha. Hôm nay mình lại lên một cái clip mới. Clip thì không mang tính chất gọi là quảng bá sản phẩm gì cả, mà chỉ giao lưu một chút thôi. Hôm nay thì rất là vinh dự, mình được gửi 4 đôi loa Bose model là 151 cho anh có tên là Đặng Đăng Khoa. Đây, 4 đôi loa Bose 151 là mình đã gói thành một kiện luôn như này. Và tí nữa đây, tí nữa thì mình sẽ úp cái thùng xốp này vào. Thì mình sẽ cho cả 4 đôi loa đấy vào trong cái thùng xốp này để vận chuyển cho loa an toàn các bạn ạ. Đây, 4 đôi loa Bose 151 là hàng Trung ương Trung Quốc để gửi cho anh có tên là Đặng Đăng Khoa. Đây, anh có tên trên màn hình. Anh Đặng Đăng Khoa có địa chỉ ở trên màn hình các bạn nhé. Anh này vừa sáng nay đặt hàng bên mình và anh lấy 4 đôi loa Bose 151. Và anh Đặng Đăng Khoa thì là đang kinh doanh cà phê, đang kinh doanh quán cà phê các bạn ạ. Nên là anh muốn nhờ mình tư vấn là để lắp âm thanh quán cà phê. Tại vì do cái nhu cầu sử dụng ấy, cái âm thanh ở quán cà phê thì bình thường là mình chỉ bật nhạc nhẹ, nhạc hòa tấu, nhạc không lời thôi. Nên là cũng không cần thiết, nó cần cái áp lực âm thanh lớn lắm. Nên là người ta hay sử dụng các cái loại loa nhỏ để người ta sẽ dùng nhiều loa nhỏ. Và cái ưu điểm của các cái loa nhỏ này là nó sẽ, cái độ ồn của nó sẽ không cao, nên là khi khách hàng vào uống cà phê thì sẽ mình có thể ngồi nói chuyện nó thoải mái và mình vẫn nghe được cái nhạc nó du dương và nó sẽ không gây ồn nào. Và anh định lấy nhiều hơn nữa, nhưng mà anh quán cà phê của anh rất là rộng, nhưng mà anh bảo là thôi anh lấy 4 đôi trước về anh nghe thử, nếu mà ổn thì anh lại lấy thêm 4 đôi loa nữa để bổ sung cái âm thanh cho quán cà phê của anh khá là rộng và cần cái nhạc du dương. Và nếu mà các bác mà đi ngồi quán cà phê mà chú ý thì chắc chắn là hầu đa các quán cà phê trên đất nước Việt Nam mình đều sử dụng cái loa Bose, các cái loa của hãng Bose này để làm âm thanh quán cà phê. Và Bose thì có một cái đặc điểm rất là ưu việt, đó là rất là thích hợp với các cái dòng nhạc nhẹ nhàng, nhạc hòa tấu, nhạc không lời ấy. Và do là cái độ ồn, do cái độ ồn nền của cái loa này nó rất là thấp, nên là mình vừa có thể mở nhạc và mình có thể vừa ngồi nói chuyện được. Đấy, Bose 151 đây là mình gói băng dính vào, thành ra là nó cũng che hết các cái logo. Đây, hàng nhập khẩu Trung ương Trung Quốc, chất lượng rất là tốt. Và bây giờ thì mình úp cái thùng này vào đây. Đấy, mình cái thùng, riêng cái thùng xốp này là mình mua của mấy bà bán hoa quả, mất 20.000 một cái thùng này các bạn. Đấy, mất nguyên một cái thùng xốp đóng vào đây. Nhưng mà tuy nhiên là cái phương châm của mình ấy, thì là hàng gửi đi xa là mình sẽ phải đóng rất là cẩn thận để đảm bảo hàng hóa đến tay người nhận nó còn được nguyên vẹn. Và cái đấy là chính là cái phương châm kinh doanh của mình, khách hàng vui vẻ và mình cũng cảm thấy rất là hài lòng. Rồi, ok đấy, các bạn mà làm về cái mảng kinh doanh cà phê ấy, cần các âm thanh quán cà phê nó rất là nhẹ nhàng thì chắc chắn là cái dòng loa Bose 151 hoặc là 101, hoặc là to hơn một chút thì là Bose 301 hoặc là 201 sẽ là những cái sự lựa chọn nó rất là đúng đắn, rất là đúng đắn các bạn nha. Rồi, trên đây thì mình đã làm một cái clip gọi là ngắn ngắn thôi, giao lưu với các bạn về cái loa Bose 151 này. Thì các bạn mà có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ trực tiếp với mình nha, để mình sẽ tư vấn nhiệt tình. Và cái này thì mình sẽ giao hàng toàn quốc đấy, đóng gói rất là cẩn thận, nên là các bạn dù có ở nơi đâu thì mình cũng gửi đến tận nơi và đảm bảo là hàng còn nguyên vẹn đến tận tay các bạn. Và nếu mà hàng đến tay các bạn mà không còn nguyên vẹn thì sẽ báo cho mình sẽ gửi cái mới. Và cái hàng vỡ thì mình sẽ làm việc với bưu điện sau, mình sẽ gửi ngay cái mới cho các bạn để các bạn có thể được sử dụng ngay lập tức. Rồi, xin chào các bạn nha. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật các cái clip mới nhất từ kênh của mình. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.